Thank you.
thì cũng phải kể đến là hàng loạt các báo cáo của nhiều tổ chức về mức độ nghiêm trọng của tình trạng biến đổi khí hậu. Cùng dịch thành phố Hồ Chí Minh mây thay đổi, thì nắng nóng, chiều tối và đêm. Càng ngày thì cái suy nghĩ và cảm nhận của mình về cái nghề á, nó càng giảm đi. Giống như hồi xưa thì giống như mỗi lần mà một bạn nghỉ đi á, một thành viên nghỉ đi thì mình cảm thấy rất... Mời quý thính giả đến với bản tin trong nước đầu giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai, được phát trên làn sóng FM tần số 97.5 MHz. Đây là Sài Gòn Live, tần số 95.6 MHz.